Và hôm nay, Lữ Khách sẽ về ghé thăm lại Phú Yên và tiếp tục những câu chuyện mới. Quách Ngọc Tuyên chắc hẳn đã không còn xa lạ với khán giả truyền hình cả nước. Ngoại hình điển trai, gương mặt hiền lành, anh thể hiện đa dạng các dạng vai từ bi đến hài kịch. Hiện tại, anh còn lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình. Một thách thức mới sẽ là những trải nghiệm đầy thú vị. Đồng hành cùng anh là một đại diện tiếp theo của kênh YouTube Viên Mì Gõ. Bảo Trân sở hữu ngoại hình trẻ trung, xinh xắn, sở trường là các dạng vai tính cách. Song song đó, cô còn là đại diện hình ảnh cho các báo tuổi học trò. Một anh chàng đầy kinh nghiệm kết hợp với một cô nàng mang nhiệt huyết tuổi trẻ, cả hai sẽ mang đến điều gì? Chào tất cả quý vị khán giả đài truyền hình, mình là Quách Ngọc Tuyên. Thật sự đây là lần thứ hai Tuyên tham gia chương trình Lữ Khách 24 giờ của mình rồi, bởi vậy kinh nghiệm của Tuyên bây giờ cũng hơi nhiều. Hết chưa anh? Hết chưa anh? Hết rồi đó anh, đơn giản lắm. Đẹp chưa anh? Không. Đẹp chưa anh? Sáng thấy em xấu luôn mà. Sao giờ em béo quá vậy? Không, mà tại hồi nãy trên máy bay em make up rồi. Xin chào và các bạn khán giả truyền hình. Mình tên là Bảo Trân. Mọi người thường hay gọi mình là Pinky. Mình là diễn viên của nhóm YouTube Viên Mì Gõ. Không biết là có nhiều người đang xem không? Trên 5 miếng mì gõ đi. Trên 5 miếng mì gõ đi. Mang chào hỏi ngắn gọn để nhường thời gian cho chuyến hành trình tại vùng đất Phú Yên đầy nắng. Và điểm dừng chân đầu tiên của họ là... xuống đi em. Ôi ôi, không thấy ai hết. Toàn là cảnh, toàn là cây. Sau lưng em là biển. Trước mặt em là núi. Phía trước đây hình như núi. Là anh mới đọc được một cái gì đó. Gành đá đĩa. Gành đá đĩa là gì ta? À đúng hình rồi. Hình như ở đây là một khu du lịch. Ok, nếu mà chương trình cho mình tham quan thì mình cứ đi tham quan đi. Okay. Tới đâu hay tới đó. Anh em mình cùng nhau khám phá chứ hả? Ai người ta cũng đội một cái nón bự thiệt là bự. Anh thấy khí hậu ở đây có vẻ hơi khắc nghiệt, em không có chuẩn bị nón hả? Dạ không. Mà nón của anh cũng không có đủ, nên em không thèm. Thử đi. Em chỉ muốn mấy cái nón bự bự như mấy anh kia đội kìa. Sao anh nhìn em kìa. Cho mượn em, không có phí. À cho mượn. Thấy chưa? Dạ. Tí con ăn trả lại chú nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Anh ơi, tụi em vô được chứ anh hả? Có cần phải mua vé gì không anh? Dạ, tự do. Anh. Gành đá đĩa hình thành trong quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa cách đây gần 200 triệu năm. Nham thạch phun ra từ miệng núi lửa, gặp nước lạnh đông cứng lại, rạn nứt đa chiều một cách tự nhiên nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Phần lớn đá nứt theo mạch dọc tạo thành những cột thẳng đứng hoặc xiên. Trên thế giới, ngoài Phú Yên, chỉ có một vài nơi khác có hiện tượng này như là các gành đá ở Ireland, Tây Ban Nha, Scotland. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Lữ Khách 24 giờ. Vậy hiện tại bây giờ Tuyên với bé Trân là hai anh em đang có mặt ở gành đá đĩa. Ở Phú Yên, nơi đây nổi tiếng là hoa vàng trên cỏ xanh. Nhưng mà hôm nay tụi mình không đi tham quan hoa vàng trên cỏ xanh mà tụi mình đi khám phá một nơi cũng rất là xanh, xanh nước biển, mấy bạn thấy không? Chưa bao giờ mà bên kia thấy một cái nơi nào nước biển mà xanh giống như là cái màu nước sơn của con thuyền vậy đó. Sau khi trải qua một lần đầu quay chương trình Lữ Khách 24 giờ thì nói chung là kinh nghiệm của Tuyên cũng có chút đỉnh rồi. Thật sự nếu mà bình thường thì chương trình muốn làm khó Tuyên cũng hơi khó. Nhưng mọi người có số lần đầu tiên Tuyên quay rồi, bên ekip giả man lắm. Đối xử không có tốt đâu. Chị có thể cho em trả bài cái bài thơ này cái ha. Nướng heo đòn ngon bằng đòn sai. Nướng heo đòn được chọn sai. Quay heo sai. Trong vòng 5 phút nếu anh không kiếm được con bò thì anh ăn hết này giùm em. Ok, giờ em đi làm dữ ra nha. Cảm ơn anh nhiều. Cho em đi cho em dữ. Anh đặt luôn hả? Đi nha anh ăn đi nha. Còn bây giờ lần thứ hai mới chơi lại, nói chung là kinh nghiệm của anh cũng có nhiều hơn em một tí. Em thì là phụ nữ nên em không cần kinh nghiệm, em chỉ cần đẹp là được, chỉ cần đẹp là được rồi. Cái gì kỳ vậy? Thì em đúng mì gõ luôn á.
Mà nói giỡn thôi, thật sự ra là tại vì bên chương trình có nói với em trước là sẽ đưa em đến những cái nơi nào mà bảo đảm là không ai coi bị gõ hết. Nên dù em có đẹp hay là em có xấu thì em cũng phải tự lo hết lấy mình. Chính xác rồi, cuộc sống bây giờ là mình phải tự lực cánh sinh là hay nhất. Đúng rồi, nhưng mà em vẫn tin đừng đẹp, đẹp là được. Em vẫn tin là đẹp thì người ta không biết. Em lì quá. Em ngây thiệt luôn á. Sẽ tìm hiểu một ít kiến thức về gành đá dĩa. Cái thứ hai là các bạn phải chụp được cho chương trình 5 bức hình để mình check in là mình đã đến với gành đá dĩa này. Kiểu mà chụp mình đọc lại. Đọc là thì cứ 10 phút, nếu không ấy thì xe đi đúng. Bây giờ em muốn tìm hiểu trước hay là anh em mình? Em muốn chụp hình trước. Chụp hình trước. Đúng là đẹp thiệt luôn. Ok. Đến với gành đá dĩa mà không chụp vài tấm hình để lưu lại những khoảnh khắc là điều thiếu sót. Nhưng chụp sao cho đẹp, cho độc đi. Anh không. Công nhận em nhẹ ghê luôn á, đi không nổi luôn á. Bây giờ anh không biết sao luôn à. Em chụp được tấm rồi. Rồi. Anh chụp kiểu Lý Hồng Nha. Trời ơi, đổi kiểu gì nữa. Rose and Jack. Rose and Jack. Titanic. Rồi bây giờ em mở nhạc đi, giờ mình lắc qua. Ít lắc thôi anh ơi, rớt điện thoại. Rồi anh tin không, anh tin không? Khoan, để thả em cầm. Tim là thả tim nè. Để em cầm anh đã. Em đứng yên một chỗ đi, anh sẽ tự canh nha. Được không? Anh thấy em rồi đó. Anh làm gì nè, anh làm gì nè, em đang búng á, em té cho. Đang búng nha, canh nha. 1, 2, 3. Trời ơi, anh đạo diễn, kỳ quá à. Em muốn đọc cho lạ không? Không có đọc cho lạ gì hết á. Lạ rồi, chứ thật ra anh cũng đâu có muốn đâu. Thiệt. Không sao mà ảnh chùi kìa, thấy không? Xóa tấm đó liền, tính lại 3 tấm. Tự hành nhau vậy. Ủa mà sao thấy giống như cái tổ ong chứ không giống cái đĩa đâu. Anh cảm giác là không lẽ cái cấu trúc nó như vậy luôn hả ta? Mấy cái chỗ này bằng phẳng là không đi, anh đi bơ bệnh. Em, anh cảm giác như những cục đá này là được người ta sắp vô là sao á. Không biết. Chứ em nghĩ thiên nhiên nó làm gì được như vậy, không lẽ là tự nhiên kết cấu như vậy. Mà em thấy thì nếu như mà người ta sắp vô thì đâu có gì đâu lạ, phải thiên nhiên chứ. Em nghĩ là thiên nhiên á. Rồi bởi vì em mới thấy lạ nè. Làm sao được từ cục nó dính lại như vậy được. Nhìn bên này giống như em thấy giống như tổ ong vậy anh. Ừ, y chang như trong này là một cái con ong con là con gì trắng trắng ở trong đó. Xin giới thiệu với tất cả khán giả. Đây, gành đá đĩa là đây. Anh ơi. Anh thường thường ở đây có người bơi không anh? Thế dụ khách du lịch hay dân địa phương mình có ai bơi ở đây không anh? Được nha, bơi được, không bị la, không gì hết. Anh cho em leo lên thử cái bè được không anh? Anh lắc đầu rồi, chết rồi. Bơi ở đây có gì nguy hiểm không anh? Cứ lậu bơi được à? Dạ. Hả? Biết bơi thì bơi. Em tự tin đâu? Không. Em biết bơi không? Không. Không biết bơi luôn hả? Bởi vậy em đâu đòi nhạc bơi của anh đâu, có anh đòi thôi, em đâu đòi đâu. Bây giờ ít ra em cũng phải tạo cho anh một cái động lực gì đó để anh bơi với chứ. Sao em lúc nào em cũng bèn ra hết. Quan điểm của anh đó là phải làm thì mới thành công, còn chưa làm đã sợ rồi sao thành công được. Anh muốn được tắm, muốn được bơi ra ngoài đó, tìm cái có một cái cảm giác ra ngoài đó, mấy cái tường lớn xuôi cá hải sản rồi đó. Xin thiệt với anh, đây là dân biển. Chưa. Em đồng ý thiệt luôn hả? Anh rủ chơi thôi mà. Bây giờ anh đàn ông mà không lẽ giờ anh lỡ nói rồi anh không làm được đúng không? Có lửa là lên anh. Tôi luôn hết ta. Ghê vậy ta. Em khó
không để đồng đội một mình được. Hay, sống có nghĩa hết. Cuộc sống phải như vậy chứ. Có lẽ vì nụ hôn ban đầu ấy đã cho anh chàng nhiều sức mạnh và anh luôn muốn chứng tỏ mình có thể che chở cho Trân suốt hành trình 24 giờ. Để đáp lại thì Trân không thể nào để anh Tuyên bơi một mình được. Nãy giờ thời gian của mình là 21 phút. Vâng. Không? Thì bây giờ mấy bạn tự bắt xe đi lên. Địa điểm tiếp theo là trên sông cầu cách đây khoảng 30 cây. Bây giờ ở trên kia cũng chương trình cũng hỗ trợ nghe là để cái phong bì tiện trên kia bỏ quên lọt hay đó. Giờ bên kia là cho anh lấy xuống, có tiền thì đi. Tại anh bơi thấy chưa? Em đã nói là anh đừng có bơi. Tại em đi ra, em đi, em đừng có đi ra, anh bơi vô là kịp một phút rồi. Sau màn thi thú để chứng tỏ sức mạnh của mình mà bây giờ mọi khó khăn đổ lên đôi vai bé nhỏ này, thiệt tội cho cô nàng. Trời ơi, dưới xương rộng không mà. Xương rộng không mà, cái này mà té là không phải chỉ đập vào đá mà còn đập vào xương rộng nữa. Hồi nãy em chích tay vô trong cái xương rộng rồi. Mày không có một chỗ vĩnh luôn. Em lấy rồi. Em lấy được rồi. Em lấy được rồi. Yeah. Mình vô một 50 ngàn. 50 ngàn là đi đâu anh? Cái này mới căng à. 30 cây số. Thôi em giữ luôn 50 ngàn đó đi. Anh đi bắt xe anh về nhà, về Sài Gòn luôn. Anh bắt lại bằng gì? Đó là chuyện của anh. Nếu như mà muốn giữ 50 ngàn này thì phải xin xe của ai đi khé. Thôi chứ ra đó từ kia muốn biến, anh em mình xây sở được mà. Chị có thể là cho tụi em quá gian đi ra ngoài đầu đường được không? Để tụi em bắt xe buýt á. Bắt xe buýt là để xe DC hả? Có, từ đây mà đi ra ngoài quốc lộ thì không có xe đúng không? Mình có thể mà có ai có xe máy có thể chở giùm tụi em ra ngoài được không? Yeah, được rồi. Chở anh đúng không? Ok. Hai chị là chịu. Rồi, ai chở? Ai chở cũng được hết á. Ai chở cũng được. Khán giả nha. Okay, rồi, cảm ơn chị nhiều quá. Những lữ khách lỡ đường lại được sự giúp đỡ của những người dân quê chân chất, một thứ tình cảm không cần đền đáp. Thôi bây giờ chương trình chạy lên sông cầu trước. Rồi chương trình lên sông cầu trước, bỏ quay phim luôn. Bỏ phim tự xử luôn. Thì hai bạn tính sao cho quay phim miễn quay đúng rồi. Có hình thôi. Lo luôn cả quay phim trời vậy. Ok vậy anh em cầm điện thoại quay nhau. Bây giờ thấy phim quá, giờ đưa 5 kè đó đi sang người cầm máy hay là phim tự nhiên. Quay phim mà làm tiền thấy ghê luôn á. Không tin luôn á. Anh cảm ơn em với bé kia nhiều nha. Ủa mà em tên gì? Ly. Còn bé kia? Ly Hậu. Hai em quá nhiệt tình luôn. Cảm ơn hai em nhiều. Nhờ có em với bé Hậu, không có hai em không biết sao giải quyết đi ra tới ngoài kia luôn á. Xe lớn anh luôn, anh lo đá không được hả? Hả? Xe lớn không? Bên đó chương trình không cho tụi anh đi. Bắt buộc tụi anh phải tự lực cánh sinh rồi đó. Nói sự tàn nhẫn cho anh không? Chương trình ác lắm, ăn không cho ăn, uống không cho uống. Công việc hàng ngày của tụi em ở đây là làm cái gì? Bán đồ lưu niệm, quê là bánh thôi anh ạ. À là bán đồ như anh ạ. Là bán chủ yếu cho khách du lịch vậy hả? Dạ. Rồi thu nhập ổn không? Dạ ổn chứ. Khách chủ yếu là khách ở Hà Nội vô là đông. À, vậy cũng được. Chào những con người ác độc. Anh thấy đa số bà con mình ở ngoài này cũng vô trong Sài Gòn lập nghiệp sinh sống quá trời em không? Ở đây vô Sài Gòn ở quê là không được á. Do cuộc sống không thu nhập ổn định đúng không? Nữa là anh phải nhớ quay em, em sẽ quay lại cho anh nha. Thì cũng vậy nè. Đang à, tham gia một cái chương trình thử thách đó, là tụi con phải tự tìm đường đi thì à, mà tụi con thì không có chi phí đi đường thì chú về cho con đi qua cầu được không? Dạ không, ủa thông cảm với chú ơi.
Anh cảm giác ở đây mà nếu mình đi buổi chiều, xế xế chiều đẹp lắm luôn á. Đừng có đi nắng như vậy. Buổi sáng là đẹp nhất hả em? Bây giờ mình sẽ đi ra đường... Anh đang quay phim á. Phim cái này muốn là TV. Hai bé là người địa phương luôn hả em? Con bé mà uống thuốc rồi chưa? Em ra nói từ đây mình lên sông cầu còn xa không? Không. Chương trình thấy không? Lúc nãy Tuyên nói rồi là Tuyên ra đây diễn là trên dưới hơn 10 lần. Bà con ở đây rất là thân thiện. Điển hình là hai bé hồi nãy, nãy là bé Ly với bé Hậu. Cực kỳ dễ thương, ngồi trên xe là chia sẻ tất cả mọi thứ như là Tuyên với là Kinh Kỳ. Bây giờ tiếp chương trình theo bỏ thì... tụi mình mà đúng không? Thì tụi mình nãy giờ tự đi. Lực cánh xanh được thì bây giờ mình vẫn làm như vậy được. Đúng rồi. Bên kia kể cho nghe nha, không phải chỉ là Ly với Hậu chở quá gian cho qua cầu gỗ đâu, cầu gỗ rất là đẹp luôn, đẹp mà không quay được. Cầu gỗ dài nhất Việt Nam, dài nhì thế giới. Sự đồng tâm hiệp lực của cả hai đã vượt qua biết bao rào cản của chương trình. Xem ra chặng đường phía trước cũng sẽ không làm khó được họ. Điều này có chắc chưa? Hào. Ăn rồi sao? Sao cái miếng ăn nó dễ miệng quá vậy ta? Có gì? Cho nó gói ăn rồi tụi anh có phải trả giá gì không vậy? Không. Sao ba con lận anh? Anh ăn hai con. Thì anh ăn đi rồi anh trả giá gấp đôi. Đang cảm giác ăn mà hồi hộp á, em hiểu không? Không biết từ sáng giờ bị hành hạ nhiều quá. Không có đơn giản như vậy không, nó phải có cái gì đó, nhưng mà thôi. Cái này mà chấm bồ tạc mới ngon. Mùi ớt ngon, thôi còn mùi ớt. Hình như Hào ở đây là học sư người ta nuôi dưới Bắc lên luôn. Biển mà. Thịt nó ngọt. Biết con Hào nó sống sinh sống sao không, hay là nó như thế nào để bắt được con Hào này nó sao? Em biết là để bắt được con Hào nuôi thì vô trong cái trại nuôi. Theo anh biết á, Hào nó sinh, nó sống ở... san hô. Phải san hô không? Biết. Nó bu xác ở mấy gần đá san hô này nọ đó, là muốn bắt nó cũng cả vấn đề chứ không phải đơn giản. Phải lặn xuống dưới. Muốn biết con Hào như thế nào đúng không? Bữa nay biết. Trải nghiệm luôn á hả? Trình cứ gặp gửi cho bạn hai cái kinh hoàng. Không, anh nghi nghi rồi. Anh nghi nghi rồi. Đúng như lo lắng của hai lữ khách, không có gì là dễ dàng cả. Không ai mang sẵn đến cho ăn. Hào thì đầy biển kìa, đi lặn bắt mà ăn. Anh chỉ dùm tôi ăn cái cách bắt hào đi. Hào ơi. Dạ. Rất là nhỏ bé, chứ không phải biến đầu. Dạ. Cái hồn này như thế nào anh? Là anh phải nhắm là chỗ nào có hào, chỗ nào không có hào đúng không? Anh phải đoán. Là cái đó là kinh nghiệm đi biển của mình cho mình biết những điều đó đúng không anh? Hào ở khu vực sông cầu có đời sống khác với nhiều nơi thường gặp. Chúng không bám chặt vào các gành đá, mà chúng bám vào các thân cây gỗ dưới đáy biển hoặc lẫn trốn trong các bùn. Hào sông cầu có vị ngọt, con lớn và hầu hết chúng tự sinh sôi trong các đầm nuôi ven biển. Khu này là của mình chứ? Đâu, của thiên nhiên mà. Của chung ai muốn bắt thì bắt nha. Ai biết rồi là bắt nè. Được, ở đây là cái chỗ đây là thiên nhiên đâu, tự sinh. Rồi bắt đầu ai muốn bắt thì bắt. Nhưng mà đây là mấy đứa đây nó thường xuyên đi. Những người đó thường xuyên đi bắt. Bà con mình ở đây là tập trung chủ yếu là khai thác gì, cái này là chính là sao chú? Không, cái đây là nói chung là cũng đủ nghề. Đủ nghề. À, đủ nghề. Nhảy xuống anh thám tính thử rồi có không? Có đâu. Anh là anh có cần anh nhảy xuống chơi với anh không? Kiểm tra thử đi, xuống kiểm tra thử đi. Thấy được anh kia lặn sâu chỉ dưới á. Cái điều mà em tiếc nuối nhất trong chuyến đi này là em
là người không biết bơi. Thứ nhất là em sợ. Và thứ hai nữa là nếu như mà mình không làm á thì em lại tiếc. Em tiếc là em không được trải nghiệm thật sự hết 100% chương trình. Nếu như mà thật sự em biết bơi thì chắc chắn là em cũng sẽ thử để lặn xuống. Em muốn biết được cảm giác là như thế nào. À, cá không? Cá không à? Có làm tới dưới không? Tới. Có nghe không em? Sớm rồi nè. Đấy. Mua. Nghe không em? Mua. Quá. Hả? Thấy hào không? Đó, mày có rồi. Những con hào đầu tiên đã được đưa lên khỏi mặt nước. Cố gắng lên nào. Bắt thêm nhiều con nữa. Trúng hào không? Trời ơi, em có một siêu nhân chứ anh giỡn vậy. Con nghêu. Trời, em mất một cái con nghêu. Con gì? Con nghêu. Trời ơi. Chết rồi. Ôi. Bò quá trời bò không nè. Ở xịn đó hả? Được không ạ? À, cái chuyện đi bắt hào đúng là hơi tiếc nuối. Lúc đầu trong đầu là cứ hào hứng là bước ra đó rồi lặn xuống biển là sẽ mò được hào, cái cảm giác đó, nó sẽ sướng lắm. Tại vì lần đầu tiên mới được đi lặn hào như vậy, mấy lần trước đâu có đâu. Nhưng mà ra tới nơi không biết do, chắc do thiên nhiên hay do cái gì đó, rồi tìm hoài lặn không có, thì lúc đó cũng hơi hụt hẫng, hơi buồn tí. Rồi cái dắt vô địa, vô địa lặn là chuyện gì đến mọi người coi đi rồi cũng sẽ biết. Sau một hồi vất vả với biển cả, để xem kết quả thế nào. Cái thành quả của anh lặn nãy giờ nó cũng có được một tí gì đó. Một tí gì đó. Đây nè. Cái là hai cục đá thôi. Cục đá nè. Hai cục đá anh lặn nè. Ba nghêu qua kia lặn nè. Lặn hụp suốt hàng giờ đồng hồ mà chỉ bắt được vài con, để thấy rằng kiếm được con ốc con sò giữa một vùng biển mênh mông đôi khi dễ mà lại vô vàn khó, còn tùy thuộc vào nước đục, nước trong, nước sâu, nước cạn. Hôm nào may thì tôm cá ấp đầy, hôm nào rủi thì nụ cười tắt hẳn. Thôi thì hiểu tạm là vậy. À, bây giờ là ngã năm đó rồi, bắt đầu em xuống. Mình đi tàn tàn xuống vậy hả? À, đi nhẹ nhẹ xuống. Đó, y chang như ảnh vậy hả? À, để đi, nó mạnh ra nó đục nước. Đó, dạ. Bao vẽ là mình thấy là mình bốc lên, thấy là bốc lên. Ừ. Bây giờ nó đục cầu rồi, con đâu thấy được gì nữa đâu. Lặn xuống. Ừ, xuống. Thấy không? Dạ. 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 Thấy không rồi nha. Đây đây. Lộ sơ sơ ở ngoài anh ấy, khỏi nước bơi qua bên trên. Lộ sơ ra, lộ sơ ra ngoài, sâu ở ngoài á. Chị tính là cái con... Việc mà mình bắt hào này cũng cực quá hả chú? Được chưa? Nó mới đơn giản rồi. À, đơn giản đâu? Thấy đơn giản. Sao khách nhậu người ta ăn đơn giản, muốn cây ăn à. Chú mà, ở đây mình hào sữa đâu có không chú? À, đó dòng sữa dưới đó. Hào sữa hả? Ờ, nó nằm dọc. Ủa đó. Ủa, nó hào sữa không hả? Ờ, hào sữa không á. Dạ. Có con trẻ tràn nữa. Nó có khổng lồ nè anh. Thằng kia em thấy nó dính là vui quá. À, nhẹ, nhẹ. Đó, đúng rồi. Nó đang chạy nhẹ. Con này chắc thịt bự lắm không chú? Chúng ta bán cái bồn đá nhỏ mà. Chú là thí dụ mình bán vậy là mình bán ký, mình bán con cho nó lái. Bán ký nha. Bán ký. Ở đây tự nó xanh ra mà. Đấy, ví dụ mình mua cho người ta nó đi gom vậy. Cái này thì cái ao của mình là mình cho nước vô rồi cái hào nó tự nhiên nó sạch ra. Ra mình không nuôi không rồi thức ăn của chú cho nó sao? Không, thức ăn ăn chảo mà loại đó ăn chảo không à? À là nó tự ăn rồi vậy luôn, tự ăn chảo trong nước á. Hơn một ký rồi. Ôi có cá vừa đó. Nó ở trong đây nè, chờ ở ngoài đó rồi đó, còn cẩn thận nha, đứt chân. Đi vô đó, đi chị vô. Đó cũng hèo luôn á, đúng rồi. Nó bám lên trồng đa. Cá hèo. Ủa nó bám sát rồi luôn hả chú? Ờ, nó bám vậy á. Chú cởi mấy hèo nhỏ này chắc mình cũng chưa bắt bán được đúng không chú? Ủa sao hào nó chui vô trong...
À, cảm giác là nó thích. Dạ. Cảm ơn. Ba tính luôn. Tổng kết thì hôm nay Pinky với là anh Tuyên đã bắt được là ba ký ba hào, và như vậy đổi lại thì có một người đồng đội bị thương, vết thương rất là sâu. Mà đối với Pinky thì cảm thấy là nó cũng đáng, tại vì Pinky không bị. Em nói giỡn thôi, thì đau lòng lắm. Tại vì thật sự ra là không muốn bị vậy. Hẹn gặp mọi người ở thử thách sau nha. Một nửa chặng đường vừa khép lại sau những trải nghiệm của mỗi vùng đất đi qua, để thấy rằng cuộc sống luôn chứa đựng những điều mới mẻ. Đi một ngày biết thêm một chút. Còn đối với những người đồng hành cùng nhau, đây là cơ hội để họ cần nhau thêm chút nữa. Tập tiếp theo, hai lữ khách sẽ bắt đầu cho hành trình xin nhà ở trọ. Sự cố về thời gian khiến họ đến 9 giờ đêm mới bắt đầu xin nhà. Liệu có nhà nào còn thức để chào đón họ, hay sẽ là cặp đôi đầu tiên cùng nhau ngủ ngoài đường? Mời các bạn đón xem Lữ khách 24 giờ phát sóng lúc 17:20 Chủ nhật trên HTV7.